Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, một thông tin cực nóng. Trung ương tiếp tục nhận được bức tâm thư khởi tố bắt tạm giam cô Phương Hằng, điều 331 đã đúng hay chưa? Những phe phản diện Hàn The, Đức Hiển, Hoàng Kim Jun, phân phong, vu khống xúc phạm cô Hằng, Đại Nam, sao chưa bị khởi tố? Đã 60 ngày trôi qua. Thưa quý vị, rất nhiều câu hỏi vì sao của cộng đồng mạng cần được giải đáp thỏa đáng trong lúc sự việc cô Hằng. Điều 331, luật thì ai cũng vi phạm, luật kể cả từ trẻ con cho tới người lớn. Nên bỏ tù cô Phương Hằng, tôi không muốn nói là vậy. Điều 331 tôi chỉ coi nó thuộc phạm trù những quy ước quy định văn hóa đạo đức. Ai vi phạm chỉ căn cứ vào mức độ nhiều hay ít phạt mà thôi. Tù là khổ thêm cho cả người khác, phạt thuộc hiện thực của một hành vi việc làm mà mình gây ra ở mức nhẹ chứ chưa cấu thành tội. Khái niệm văn hóa đừng coi nó hoàn toàn là hay, tốt đẹp. Nó chỉ là một từ trung tính. Văn hóa chỉ tục, nói tục, chữ thề là gì, ở đâu ra? Văn hóa cái gọi là đẹp đẽ, cao siêu, mỹ miều cũng từ đâu mà có? Tất cả đều do tư duy hiểu biết, tư duy từ ở cá thể người ấy mà ra. Giống như chúng ta nói tục, thực tế là thực. Ai nói nó là bướm, nó đâu phải là bướm con. Vậy cô Hằng đã chỉ ra sự thực của mọi vật, sự việc khi bị dồn vào chân tường mà thôi. Người thầy giáo khi bị dồn quá cũng sẽ tự tử ngành nghề, tính mạng hoặc buông câu là tục tĩu, rồi thầy sẽ bỏ đi luôn. Bởi vậy tôi mới nói trong hoàn cảnh mở đầu của nền kinh tế mở, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội trong tư duy phát triển của toàn bộ con người Việt Nam, đương thời, thời kỳ 4.0 như cô Phương Hằng, ông Yên và dân chúng. Văn hóa con người không nằm trong học hành, hàm vị hay là học vị, cũng không hẳn nằm trong cái câu chỉ thể, mà nó nằm trong nhân cách, trong cái tâm, trong cách hành xử. Có những người dù học ít có thể chữ thề, nhưng họ không hại ai, không xảo trá, không lươn lẹo, biết phân biệt đúng sai, thì hơn khẽ là khối kẻ mang cái mác là tiến sĩ này, giáo sư nọ, giảng viên kia, hoặc ông nọ bà kia, mồm thì văn hóa lắm, nhưng tâm thì đen tối, chuyên hại người. Nhưng kẻ này không chỉ vô văn hóa mà còn là không có nhân cách. Ghét nhất trên đời này là những người nói đạo lý nhưng sống chả ra gì, hoặc chỉ to mồm nói lý thuyết chứ chẳng bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người ta. Nhiều kẻ chê cô Phương Hằng dở nói bậy, nói cho đã nư, nhưng nếu như bản thân họ chỉ cần bị ai trách móc nhẹ một câu đã sồn sồn lên rồi. Chuyện gì xấu xảy ra thì báo chí viết bài đổi lên cô Phương Hằng, còn những chuyện tốt đẹp của Đại Nam thì báo chí ém lại. Mà những người đó nói không là khơi khơi, quen rồi hay sau đó. Như chuyện xảy ra ở phòng trà Đồng Dao, chính bảo vệ xé hình của Đàm tướng cướp xuống, vậy mà Đức Hiển của báo là đã viết bài đăng là fan cô Hằng xé hình ảnh của ông Đờm này xuống, vu khống một cách trắng trợn luôn, có video quay lại cảnh rõ ràng như vậy mà còn vu khống được. Thì chuyện là bịa đặt của bọn lươn nó có thừa, báo chí mà viết bài không đính chính cho rõ ràng thì bạn đọc không ai thèm xem. Xã hội bây giờ cái ác lên ngôi rồi bác ơi, tuy cái ác là thoát tội được nhưng luật nhân quả nó không thoát được đâu, nó cũng phải trả giá cho cái ác của nó. Lúc nào chúng ta cũng phải tin vào luật nhân quả, con là chúng ta cảm ơn rất là nhiều những lời nói lên tiếng lòng, nói lên người dân và cho cô Hằng. Và thưa quý vị, nếu chúng ta thấy rằng, nếu ai ở trong hoàn cảnh cô Phương Hằng thì khó có thể là không bị bệnh tâm thần. Khi mà cô Phương Hằng tố cáo lang băm Võ Hoàng Yên không phải là thần y, rồi vạch trần những kẻ mượn danh để mượn hoa cúng Phật mà xem công chúng chẳng ra gì. Vậy mà những kẻ không biết thân phận, phân biệt phải trái cũng như hàng triệu anti-fan ủng hộ cho thần y nghệ sĩ cộng vào đó là thành phần phản động. Bị chuyện xúc phạm danh dự nhân phẩm của vợ chồng cô Phương Hằng một cách vô duyên vô cớ thì không tránh khỏi những sự bức xúc mà dùng những lời lẽ phản cảm. Riêng tôi hiểu mà không trách bà, ngược lại tôi rất là phục bản tính kiên cường cũng như lòng nhân hậu của bà Hằng đương đầu. Chúng ta thấy rằng khi mà đặt sự tử tế vào chính mình thì mình phải dám đương đầu, bởi người tử tế thì không được vô cảm trước những bất công. Và chúng ta không ngại phải nói là từ đương đầu, vì chúng ta biết những gì mà chúng ta viết và những gì chúng ta nói thực ra là rất là không nên là ngần ngại. Sau khi cô Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam thì một tờ báo chạy bài hàng xóm cô Phương Hằng ở quận 3, vợ chồng họ không giao thiệp chung quanh. Sau bài viết này, một cư dân gần khu biệt thự số 6 Nguyễn Thông đã quay clip chỉ cái ụ điện, cái xe rác trước nhà cô Phương Hằng nhằm cho mọi người thấy sự tử tế và thực tôn pháp luật của bà.
cộng đồng mạng dậy sóng và réo gọi Nam Mực ơi, mày đừng có tiểu nhân. Bây giờ thì bài đó đã bị xóa, chưa rõ lý do. Chưa dừng lại thì một loạt bài như là có được bảo lãnh không, rồi mức án là bao nhiêu năm. Rất nhiều bài gần như là muốn cô Phương Hằng phải ngồi tù thì chắc họ mới hài lòng. Hầu hết tất cả những người hành nghề luật sư có tâm có tầm chẳng ai dại vạ miệng mà đưa ra bản án trước khi ra tòa. Đa phần chỉ là với tội danh đó không hình phạt ở mức đó, còn chịu mức nào thì do chủ tọa quyết. Nên đọc các bài mà luận tội của Phương Hằng, chúng ta cảm thấy là được cái tâm và cái tầm của người đó. Cho nên giờ đã gần 60 ngày đi qua kể từ ngày cô Phương Hằng bị tạm giam, chúng ta thấy nhiều cái hay như là chưa có một thông tin bất lợi về cô Phương Hằng. Và nếu có là hai là anh chị Ni Hiển sẽ chạy bài có mà tràn phầy. Hãy cứ an tâm, cô Hằng nói, nếu cô là chưa đủ phúc phận thì cô sẽ hy sinh làm con tốt thí. Và chúng ta phải tin rằng đời này nếu có quật ngã người tử tế thì con người sẽ sống vô ơn vô cảm. Tại sao chúng ta lại nói như vậy về cô Hằng? Từ ngày chúng ta thấy rằng chúng ta luôn giữ đúng mình để biết là chúng ta biết đâu ngày mai mình trở thành người như này như kia. Việc giữ mình nó không khó, nhưng giữ đúng bản chất của một người, con người có tâm, có tầm, có đạo đức thì không dễ dàng. Giả sử chúng ta rời công việc kinh doanh mà ai cũng gắn cho cái chữ thanh thầy giáo, thì bởi nghĩ dạy học ở trường nhưng luôn mở các lớp miễn phí dạy các em ở nhà. Có em học phí khá cao, nhưng có em lại miễn phí chỉ vì không có khả năng. Nói ra không phải khoe, nhưng khi chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đã làm việc thiện, biết đâu mình vẫn là công dân trí thức và giờ, dù đang là một nông dân nhưng vẫn là một giữ, là sống cho mình thật tử tế đàng hoàng và là một nông dân có kiến thức. Dù chúng ta có yêu hay ghét, vì mỗi chúng ta có quyền là yêu hay ghét kể cả chửi, nhưng đừng chống phá những việc làm thiện nguyện mà cô Phương Hằng đã làm. Đó là điều tôi và hàng triệu trái tim là đang mong mỏi những người bên kia phe phản diện. Cô Phương Hằng có tội hay không? Thì câu trả lời là chờ tòa án xét xử, nhưng về quan điểm cá nhân hay đạo đức của một luật sư là phải suy đoán sự vô tội. Chúng ta từng xem rất nhiều bộ phim về một chàng trai hay là một cô gái giết bố dượng ông này thường xuyên là đánh anh ta, hành hạ mẹ anh ta. Rồi khi tranh luận tại tòa, chủ tọa phiên tòa lắng nghe tranh luận sau nghị án tuyên tòa là vô tội. Và chúng ta thử liên tưởng đến vụ anh tài xế mệt đụng chết người ở Phan Thiết. Nếu mà bạn chỉ xem 1/2 video clip sẽ không thể hiểu nguyên do và kết luận là tại sao anh tài xế bị ngáo đá. Người đứng tại đó cũng nói anh ta bị ngáo đá, nhưng khi xem trọn clip bạn sẽ hiểu nguyên nhân vì sao. Bạn thử nghĩ cảnh tượng gần chục người tấn công bạn và khi bạn thoát được bạn sẽ làm gì. Tôi nói điều này để bạn hiểu, nếu theo dõi là drama chỉ khúc sau thì sẽ thấy bà Hằng là mụ phù thủy độc miệng, suốt ngày ra rã lên mạng livestream chửi hết người này đến người kia. Nhưng nếu mà chúng ta theo dõi ngay từ đầu thì chúng ta sẽ hiểu cô Hằng không nói bậy, không nói tục và giữ đúng một cốt cách là doanh nhân thành đạt. Vậy tại sao bà Hằng lại nói tục, chửi người này, kẻ kia? Hãy quay lại drama ngay lúc đầu thì chúng ta sẽ hiểu là bà Phương Hằng là người hiểu rõ luật thì sẽ không dễ dàng vi phạm pháp luật. Thì chúng ta đưa ra một ví dụ giống như là Hoàng Kim Jun, giống như ngày khai trương nhà máy găng tay của cô CEO Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng Hòa Vôi. Thì cái bà Kim Jun này lại cho livestream là găng tay rách, khác nào là chơi khăm, chơi đẩy úc cô Phương Hằng và chú Dũng và công ty Đại Nam. Nếu doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp thực phẩm này kia, nếu mụ này nói tới là ăn rồi hô đau bụng ngộ độc thì thật sự rất toang. Nếu chúng ta làm chủ thì xử lý mụ này ra sao? Cô Phương Hằng không phải là một người mafia, nếu bà thực thi pháp luật gửi đơn tố cáo, cho nên bà hiểu rõ luật và sống thượng tôn pháp luật. Những người cô Hằng gọi tên đa phần liên quan đến sao kê, một phần nhỏ là cạc hiệ cô Phương Hằng. Nếu ai theo dõi drama sẽ thấy nhóm cạc hiệ là nhóm có tổ chức, nên khi thực hiện có kịch bản rõ ràng. Nếu bạn làm bất cứ điều gì luôn bị cạc hiệ thì chắc chắn bạn sẽ rất là tức. Ở đây không có một cá nhân mà là một bầy thì tức sẽ đến đỉnh điểm. Tại sao người ta ghét bà Hằng? Vì biết đâu giấc mơ bà Hằng có tên mình thì chết là chắc. Thông tin diễn biến mới nhất vụ việc cô Phương Hằng. Kính thưa quý vị, ghép hình cô Phương Hằng mặc áo tù là hành vi xuyên tạc, vô cảm. Việc lăng mạ, xúc phạm, bêu rếu xuyên tạc người đang bị tạm giam còn tệ hại hơn nhiều so với xúc phạm trong đời thường. Đây là biểu hiện của sự vô cảm, suy đồi đạo đức, sự coi thường pháp luật. Đừng làm tổn thương cô Phương Hằng và cả những người khác nữa. Hãy nhớ tới câu dân gian, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cô Phương Hằng cần được pháp luật bảo vệ, quyền nhân thân của mình. Vừa rồi là những nhận định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
ông Lê Văn Tòa khi nhìn nhận vấn đề có nhiều cá nhân gọi cô Phương Hằng là tù nhân và ghép hình bà Phương Hằng mặc áo tù. Tại sao vì Chủ tịch Hội Nhà báo lại tức giận về vấn đề này vậy? Hãy cùng bản tin Hồng Biến TV tìm hiểu lý do. Thưa quý vị, khi tìm hiểu về drama của cô Nguyễn Phương Hằng, bên cạnh những hiểu biết về hoạt động báo chí, hoạt động thiện nguyện của giới gừng sĩ, mà để hiểu biết sâu hơn về drama, những người theo dõi vụ việc này còn có cơ hội hiểu biết hơn về pháp luật Việt Nam, vì để hiểu sâu, hiểu đúng bản chất của vấn đề được CEO Nguyễn Phương Hằng nhắc đến hoặc nhiều vấn đề có liên quan. Và để tránh bị dẫn dụ thì mỗi người trong chúng ta cần có một bước là để kiểm tra thông tin, tra cứu các điều khoản luật trước khi tin vào bất kỳ một tin tức nào trên mạng xã hội. Và nói về chủ đề ngày hôm nay, bản tin Hồng Biến TV xin chia sẻ đến quý vị là khoảng 1 Điều 31 Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có quy định nội dung của nguyên tắc suy đoán vô tội được nêu rõ như thế này. Không ai có thể bị coi là có tội khi tội phạm do họ thực hiện chưa được chứng minh theo đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2013 và chưa được xác định bằng bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa, tức là một người chỉ có thể coi là có tội khi mà bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật. Như vậy, một người chỉ bị coi là có tội khi mà chỉ khi đó là tội đó phải được chứng minh là có tội theo trình tự luật định, phải có bản án kết tội của tòa án và có hiệu lực của pháp luật, nghĩa là bản án sơ thẩm đó không bị kháng cáo của bị cáo, kháng nghị của cơ quan viện kiểm sát cung cấp hoặc cấp trên thì bản án đó mới có hiệu lực đến hết ngày xả nghị. Và như vậy, người bị tạm giam chưa bị coi là có tội mà mới là nghi phạm tội mà thôi. Vì vậy, họ chưa phải là người có tội nên các biện pháp với họ mới chỉ là tạm. Người bị tạm giữ, tạm giam cơ bản vẫn là công dân bình thường. Chỉ khác là họ bị cưỡng chế tạm trú cho một nơi có sự quản lý kiểm soát của nhà nước, của chính quyền. Từ những ý kiến nêu trên thì chúng ta có thể thấy là sở dĩ Chủ tịch Lê Văn Tòa khó chịu khi có nhiều người vội vàng gọi cô Phương Hằng là tù nhân là có cơ sở, bởi gọi như vậy là sai, là chưa đúng với pháp luật của Việt Nam. Còn những hình ảnh cô Phương Hằng mặc áo tù nhân theo quy định tại Nghị định là 122 là hướng dẫn việc thi hành luật tạm giữ tạm giam thì chỉ có tù nhân mới phải mặc áo tù, và chưa phải tù nhân thì không phải mặc áo tù. Vì vậy, ai sử dụng hình ảnh bà Phương Hằng mặc áo tù là hành vi xuyên tạc sự thật, biểu hiện của sự tâm địa độc ác xấu xa và không thể chấp nhận được. Hiện tại, còn có một số người mượn gió bẻ măng bởi câu chuyện đời tư của cô Phương Hằng, nào là cô Phương Hằng ba đời chồng, vợ đàn em của Nam Cam, cô Phương Hằng có tên thật là Tuyền, con của bà Hằng nợ nần nghi ngập, và còn nói rằng là xin thưa với quý vị là quyền bảo vệ bí mật đời tư cá nhân được quy định rất rõ ràng trong pháp luật Việt Nam. Vì vậy, việc cố tình gán tội cho cô Phương Hằng rồi loan tin truyền tải thông điệp bằng hình ảnh cô Phương Hằng là tội cố tình là bới móc đời tư cá nhân của cô Phương Hằng, có nghĩa hành vi đó đã xâm phạm trắng trợn vào đời tư của cô Nguyễn Phương Hằng, đó là hành vi coi thường pháp luật, cố tình vi phạm vào Điều 38 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định về việc bảo vệ đời tư và đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, và cũng vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018. Chúng ta cứ nghĩ rằng khởi tố cô Phương Hằng theo Điều 331 sẽ răn đe những người khác có hành vi tương tự, nhưng không, vẫn có những người dùng hành vi tương tự để vu khống, xuyên tạc, xúc phạm những người đang bị điều tra theo Điều 331. Chúng tôi xin một lần nữa nhắc lại lời nhắn gửi của Chủ tịch Lê Văn Tòa. Ở đầu video, đừng làm tổn thương cô Nguyễn Phương Hằng và cả những người khác nữa. Hãy nhớ tới câu, dân gian là cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Cô Phương Hằng cần được pháp luật bảo vệ và quyền nhân thân của mình. Ủng hộ cô Phương Hằng là đồng phạm. Kẻ nói câu này là không hiểu luật. Quý vị thân mến, thông qua những nội dung báo chí truyền tải thông tin đến bạn đọc, những trường hợp như fan hâm mộ cô Phương Hằng bị phạt và fan hâm mộ cô Phương Hằng tấn công báo chí, rồi fan hâm mộ cô Phương Hằng tấn công nhà báo hèn Niter và fan hâm mộ cô Phương Hằng tấn công người dân v.v. và mây mây, thì nhiều bộ phận người dân đã ngầm là ý hiểu phải chăng những gì thối nát nhất trong xã hội, suy đồi nhất đều xuất phát từ người phụ nữ với lá gan 50kg này. Và thậm chí một vị là cử tri tên Ngô Thanh Loan còn cho rằng những người ủng hộ cô Phương Hằng đều là fan cuồng và cần bị xử lý nghiêm minh hơn, còn cho rằng ai ủng hộ cô Phương Hằng đều là đồng phạm. Chúng tôi khi đọc được những dòng bình luận như thế này cũng khá là bất ngờ, tại sao ủng hộ một người bị gọi chung là đồng phạm với người đó. Nhưng ngày nay nhà nước đang tìm mọi cách để phổ biến luật đến toàn dân,
để hiểu luật mới, tránh được các hành vi vi phạm pháp luật và giữ sự phát triển của công nghệ thông tin. Khi không hiểu bất cứ điều gì, hãy là cứ tra Google, ngay cả bản tin Hồng Biến TV hay các luật sư, nhà báo cũng vậy thôi, đều phải tra Google về các vấn đề về luật pháp Việt Nam khi có vấn đề liên quan.